Vụ tai nạn xảy ra tại xã Trung Hội, huyện Định Hóa, Thái Nguyên. Thời điểm trên, một chiếc xe buýt đang lưu thông trên đường thì bất ngờ tông trúng một bé gái đang trên đường đi học về. Cú tông mạnh khiến nạn nhân văng ra xa. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, nhiều người dân đứng xung quanh không khỏi hoảng sợ la hét. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, bé gái đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Toàn bộ sự việc xảy ra đã được camera giám sát ghi lại. Hiện chưa rõ tình hình cụ thể của nạn nhân, nhưng ngay sau khi clip được đăng tải, nhiều cư dân mạng đã không khỏi thót tim khi chứng kiến cảnh tượng này. Đây cũng được xem là bài học đối với các bậc phụ huynh khi có con nhỏ hay đi học khi trời tối.